chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu. Hôm nay Kazu bây giờ chưa ăn cơm chưa nè, nhưng mà bây giờ là 2 giờ rồi nè, đói bụng quá nên Kazu sẽ đi mua bánh mì nè. Bánh mì là ăn đồ nhắn nè. Hôm nay mình không có thời gian, đi thôi nha. Và ngã tư này là Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Tiến Chỉ nè. Đây nha, đây đây nha, đây là bánh mì của Hà Nội nè. Có khác khác nha. Ủa, cho ăn cái gì? À, cái kia đúng là mình không? Không ăn. Cầm một cái. Buổi sáng xin sư kê ăn nhiều. Ê, nhưng mà bấy giờ là 2 giờ rồi á. Bánh mì chèo cái này là đặc biệt là 2 giờ mì. Đây là giá cả. Là nó bị nghèo, chặt, chặt. Là phải đi về nơi công việc nè. Nhưng bây giờ ăn chút xíu nhé. Ủa là chị ai nói là ăn bằng là người Hàn hả? Tại sao? Như người Việt Nam khi thấy Kazu thì mọi người nói là ô, người Hàn, 안녕하세요, 안녕하세요. Nhưng mà Kazu không hiểu không? Tại vì là Kazu là người Nhật hả? Ta-da! Bánh mì đặc biệt nữa. Là cái này là wow, có nhiều đồ ăn nữa. Nhưng 20.000 thôi nè. Mày vô, 20.000 thôi, 20.000 thôi. Rất ngon nè. Dạ, hoàn hảo nè, vị hoàn hảo lắm. Nhưng mà sự thật là cái này là bánh mì Hà Nội á. Kazu muốn so sánh vì bánh mì Sài Gòn hoặc là bánh mì Hà Nội thì khác thế nào nè? Bây giờ là chỉ có vị Hà Nội thôi á, không thể so sánh. Cho nên là không hiểu ngon là Sài Gòn hay là Hà Nội. Mọi người thích bánh mì Sài Gòn hay là bánh mì Hà Nội? Không biết em, nhưng chắc chả này là rất rất ngon. Đến
那边呢。